có phải quý anh chị đang cần tìm đơn vị thi công lắp ghép văn phòng bằng tấm panel chuyên nghiệp? Hãy đến với Cách Nhiệt Thịnh Phát để được tư vấn báo giá cung cấp vật tư lắp ghép văn phòng cũng như thi công hoàn thiện đẹp hoàn hảo. Sau đây Thịnh Phát sẽ giới thiệu đến quý anh chị quy trình thi công văn phòng bằng panel cách nhiệt nhanh và chuẩn xác nhất. Bước 1. Khảo sát mặt bằng, lên bản vẽ thiết kế công trình cùng các phương án thi công. Bước 2. Chuẩn trị đầy đủ các nguyên vật liệu và phụ kiện thi công panel, để trong quá trình thi công các tấm panel cách nhiệt được diễn ra thuận tiện và tránh các sai sót. Trước khi tiến hành thi công, các bạn cần chuẩn bị các thanh phụ kiện nhôm loại phù hợp với yêu cầu của công trình và các dụng cụ thi công liên quan như máy khoan, máy cắt, ốc vít để đảm bảo tiến độ thi công công trình. Bước 3. Kiểm tra mặt bằng thi công bằng thước và tia laser. Các tấm panel cách nhiệt cần được thi công trên các bề mặt phẳng để tạo độ cứng cáp và vững chãi cho công trình, tránh những sai sót về lâu dài. Bước 4. Tiến hành bắn vít cố định các thanh U nhôm xuống mặt sàn. Bước 5. Tiến hành lắp ghép các tấm panel cách nhiệt vào thanh U. Ghép các tấm với nhau vào thanh U trên mặt sàn và lắp ghép các tấm theo các ngàm, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các tấm với nhau. Tại các vị trí góc giao giữa tường và vách hay giữa tường và trần, chúng ta sẽ dùng thanh vi nhôm hoặc thanh mặt trăng để cố định và tạo nên kết cấu chắc chắn cho công trình. Bước 6. Hoàn thiện và nghiệm thu công trình. Sau khi thi công xong công trình, các bạn cần kiểm tra toàn bộ công trình lại một lần nữa. Từ các vị trí mí nối, đường keo silicon, vị trí bắn vít sao cho không bị hở, đáp ứng đúng các tiêu chuẩn, yêu cầu của công trình. Bước kiểm tra lại công trình là vô cùng quan trọng, các bạn không nên bỏ qua bước này để có thể kịp thời khắc phục và sửa chữa các lỗi một cách kịp thời và đảm bảo được chất lượng trước khi tiến hành sử dụng. Vì sao nên chọn panel cách nhiệt thi công văn phòng? Ngày nay, tại các công trình thi công vách ngăn văn phòng hiện nay, người ta không chỉ quan tâm đến chất lượng, vẻ bề ngoài, mà cần quan tâm đến mức độ cách nhiệt, cách âm và yếu tố kinh tế. Việc thi công vách ngăn bằng tấm panel cách nhiệt vừa đáp ứng về độ thẩm mỹ, chất lượng công trình mà còn đáp ứng được hiệu quả kinh tế cho chủ đầu tư. Tốc độ thi công cũng nhanh gấp nhiều lần, giúp rút gọn thời gian thi công, đưa vào sử dụng nhanh chóng. Tấm panel cách nhiệt có giá rẻ hơn nhiều so với các vật liệu bê tông truyền thống. Đây chính là yếu tố giải quyết vấn đề chi phí cho chủ đầu tư. Hơn nữa, các văn phòng làm việc hiện nay chủ yếu đều được thuê theo hợp đồng. Nên khi hết hợp đồng, các chủ đầu tư có thể tháo dỡ tấm vách này để đem đến địa điểm mới. Vừa đỡ tốn kém chi phí, vừa mang lại hiệu quả cách nhiệt cao và giúp chống ồn hiệu quả. Tạo môi trường làm việc với năng suất cao, không khí trong phòng bảo ồn. Không chỉ có vậy, tấm panel cách nhiệt còn giúp ngăn bụi bẩn, dễ dàng vệ sinh.